chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình xin mời cô chú anh chị và các bạn sẽ chăng mình ra đến chợ, chợ này là chợ số 4 nè mọi người. Mà sao hồi nãy mình hỏi vòng vòng mấy anh chị ở đây thì với bà con cô bác ở đây thì nói chợ này là chợ 14, mình cũng không biết luôn, nhưng mà khi đi lại thì chợ này là chợ số 4. Thôi chợ nào thì chợ, thì bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn theo chân mình vào chợ coi bà con cô bác mình làm ăn mua bán như thế nào nha. Nào xin mời thôi. Đây mọi người ơi, bông hoa đẹp quá mọi người ơi. Đây là trong chợ của mình nha. Đây trái cây đây, vải, quýt, thanh long, ổi. Đây trái cây nhiều quá mọi người ơi. Chôm chôm. Đây là rau xanh đây. Chị đã có nước à? Dạ em chào chị. Sáng giờ mình mua bán đỡ không chị? Để quá, để quá chị ơi. Dạ sao đi gặp ai cũng than. Tới giờ này cũng chậu kéo màn nữa rồi đó. Dạ quen kia nè. Quen ông chợ đang thôi kìa. Dạ đây mọi người ơi, bây giờ mấy chị với mấy anh nói than buôn bán quá, bây giờ thì đây mọi người xem đây, chuyển mưa đang cạnh hết trơn rồi. Bây giờ thì không có khách sao bán được, đúng không chị? Ai vậy, buổi sáng em chúc chị vui vẻ buôn bán bán hàng nha chị. Dạ yeah. Đây mình sẽ đi vào bờ trong chợ cho mọi người xem. Bây giờ chuẩn bị mưa đó mọi người. Đây cà rốt, cải. Mình sáng mình đi cũng trời nó cũng hơi âm u rồi mọi người. Bây giờ mà quốc nắm mưa này chắc mình kẹt ở đây luôn quá. Đây bên trong chợ mình đây. Đó. Rau xanh đầy đủ luôn mọi người ơi. Đây mình sẽ đi vòng ra mé ngoài một chút xíu. Đây đầu tư củ hoa, gà, bí đao, rau muống, các loại rau, chuối đây. Đây rồi, bây giờ là hình như là trời chuyển mưa đang có hụ luôn đó mọi người ơi. Đầu tư đây, rau củ quả, đây trái cây là ớt này mọi người, ớt, chanh, gừng, hành. Bên đây cũng là rau củ quả này mọi người. Đậu bắp, dưa leo, bầu. Bên đây thì bán dao, kéo, củ cải, muối, xoài. Đây mọi người ơi, thơm, măng cục. Dạ chào chị, sáng giờ mình mua bán đó không chị? Ế quá hả chị, bây giờ em thấy trời sắp mưa lắm rồi kìa chị. Chỉ là thôi. Dạ như buổi sáng chúc chị vui vẻ buôn bán hết hàng nha. Dạ
thơm đây, mặn chôm chôm, rồi rất là tươi, măng cục. Đây, bên đây là rau xanh rất là tươi ngon đây mọi người. Dạ dạ sao chị? Dạ em tên em là Đời Vlog chị. Đời Vlog. Dạ dạ sáng giờ mình buôn bán đó không chị? À vậy đó hả chị? Chợ này em thấy cũng lớn mà đâu có nhỏ đâu chị. Dạ. À chợ Phượng ha. Dạ. Đây là chao đây mọi người. Chao rất là ngon. Nha. Cà chua, khoai lang. Bắp. Đây rau xanh tươi. Dạ, em chào chị. Dạ, sáng giờ mình buôn bán đỡ không chị? Dạ, chậm quá anh chị. Bây giờ ông trời sắp mưa nữa rồi kìa. Dạ. Rồi buổi sáng em chúc chị vui vẻ và buôn bán hết hàng nha chị. Dạ. Đây là trái cây đây. Rất tươi. Dạ, em chào chị. Dạ, sáng giờ mình buôn bán đỡ không chị? Buôn bán bữa nay người ta không có đi chợ rồi. Dạ, bữa nay không đi chợ không chị? Dạ. À, bây giờ trời sắp mưa nữa. Trời sắp mưa rồi. Rồi, em kẹt ở đây luôn. Đây, măng cục đây. Dưa hấu, chuối, và wow, chuối ngon quá mọi người ơi. Màu chín vàng rất là tươi ngon mọi người. Cao. Có cao luôn. Sầu riêng. Sầu riêng kìa. Rau xanh. Cái gì vậy? Cái vụ gì? Dạ. Quay ta lên truyền hình. Dạ. Bà chủ rất là vui nha mọi người. Sáng giờ mình buôn bán đỡ không chị? Đỡ gì đâu, cái chợ gì đỡ gì đâu. Đỡ gì đâu. Chị nói là sáng giờ chị bán 100 triệu rồi kìa. Bán 100 triệu. À, 100 triệu đó hả chị. Dạ. Yeah. Bầu bí. Sáng giờ chị kia nói chị bán 100 triệu rồi đó. Đây có chị chủ rất là vui nha mọi người. Bán gạo luôn. Đây gạo đầy đủ giá cả hết mọi người ơi. Gạo. Rồi, mình... Dạ dạ rồi à. Dạ. Đây chị này đây. Đây rau củ quả, mấy chị ở đây rất là vui vẻ nha mọi người. Đây rau củ quả đây mọi người ơi. Cà rốt đồ đầy đủ hết. Bên đây thì mình buôn bán các mặt hàng quần áo, và có một đống dưa hấu ở đây luôn đây. Đống dưa hấu luôn. Mình buôn bán các mặt hàng quần áo, đồ thể thao rồi đây. Đầy đủ hết. Tạp hóa. À bên đây thì các chị đang uống cà phê ăn sáng. Thịt vịt, thịt gà. À, hớp đây. Hớp đũa. À, cô.
này khô đầy đủ của cô luôn. Rau xanh, đu đủ, chuối, dưa hấu một cục luôn. Đây là mép bên hông chợ nha mọi người. Trời mưa rồi cho nên hiện tại bà con mình cũng đang tranh thủ đi về, nó cũng dọn dẹp vô đây. Dưa hấu đây thì buôn bán phao, dĩa chén, dao luộc. Đây cá lóc nha mọi người. Dạ. Dạ cắm phá chợ chị ơi. À kênh của em là Đời Vlog. Đời Vlog hả? Dạ. Mắm đây. Ờ mưa. À, hiện tại đang mưa nha mọi người. Nếu mà mọi người có không nghe nói gì thì mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Vừa lần bỏ qua cho nha. Giờ trời mưa. Qua. Qua. Bà con mình đang chuẩn bị đẩy lại đây. Đang mưa. Rau củ quả. Mưa mọi người ơi. Nè em đứng nhờ chút xíu chị. Nè mưa cũng quay phim ra. Dạ. Quay phim cho hai con chị em có chịu à. Mấy chị ở đây rất là vui vẻ đây. Đây mọi người thấy trời mưa không? Bà con mình cũng rất là cực khổ. Dạ dạ em tới đây à chứ không qua bên kia. Đây nhìn mọi người thấy không? Đây. Đây mọi người trời đang mưa đây. Đây là ở sau chợ nha mọi người. Wow. Đúng tốt kìa. Ai nào mà giá chưa có chồng lên đó sao kìa. Đây mưa rất là rất lớn à mọi người. Đây hiện tại là đang trời mưa nha mọi người. Mưa rất lớn luôn. Đây bà con mình cũng đang dọn dẹp chú mưa đây. Chắc là vất vả. Đây trời mưa mình di chuyển cũng hơi khó khăn một tí xíu qua. Mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Tại vì trời mưa thì bà con cô bác mình dọn dẹp đồ vô rồi. Nãy kia thì cái đường rất là khó đi rồi mưa ở đây nó cũng ướt nữa mọi người. Cho nên thì mình cũng di chuyển rất khó khăn. Mọi người vui lòng thông cảm bỏ qua cho mình nha. Đây bà con cô bác mình buôn bán đây. Chợ này nói chung thì cũng rất là lớn. Cũng lớn đó, không có nhỏ đâu. Nhưng mà tại thời tiết như thế này thì mình cũng không có đi hết cho mọi người xem được. Mọi người bỏ qua cho mình. Mép bên đây thì con mình bán thịt từ đây. Thịt heo, gà vịt cũng có đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Đây là dòng chợ của mình. Đây mọi người xem đây. Thì hồi nãy nói chung thì
rất là nhiều. Ở đây thì nhiều bà con của mình, cô bác mình đi mua đồ về ăn cơm, nấu cơm ăn thì cũng rất là nhiều nha mọi người, đi chợ. Nhưng mà gặp trời mưa thì mọi người bà con mình tìm chỗ trú mưa hết rồi, không còn ở đây nữa, cho nên là không có nông vui động nhiệt, nông vui và nhộn nhiệt nữa. Đến đây mình cũng xin kết thúc clip nha. Nếu mọi người thấy kênh của mình hay, nhớ đăng ký like và ủng hộ kênh giúp mình nha. Rồi, xin chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.